Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm ngày 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Cu In đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Kater làm chết, bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã, người dân. Theo lãnh đạo huyện ủy Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk, trưa ngày 11 tháng 6, lực lượng chức năng đã truy bắt được 6 đối tượng liên quan vụ dùng súng tấn công trụ sở công an xã và giải cứu được 2 con tin. Trong số 6 đối tượng bị bắt, có 1 đối tượng ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, 3 đối tượng ở huyện Cờ Rông Búc, 2 đối tượng ở huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng còn lại, cũng như đề nghị người dân huyện Cư Cu In và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.